Từ ý tưởng làm nông nghiệp sạch, nhóm bạn gồm các anh Đào Thái Hà, Phạm Võ Uyên Bác và Nguyễn Phạm Trọng Khương đã bỏ công việc ổn định ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm và thành phố Hồ Chí Minh về xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, lập trang trại Farafarm, đầu tư trồng dưa lưới công nghệ cao. Ban đầu, từ 6 nhà màng trồng dưa lưới với diện tích 1.500m2, đến nay Farafarm đã mở rộng lên 24 nhà màng với diện tích gần 6.000m2, canh tác luân phiên để có dưa lưới bán quanh năm. Với quy trình canh tác khép kín chỉ sử dụng phân chuồng và vi sinh, đồng thời phòng trừ sâu bệnh bằng lá nêm, cây chuối và đậu nành, nên dưa lưới của Farafarm đảm bảo sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, Farafarm trồng giống dưa lưới hình long, quả dưa vỏ vàng, ruột hồng, thịt dày, giòn ngọt và có vị thơm đặc trưng. Dưa trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Một sào cho năng suất khoảng 3,5 tấn với giá 60.000 đồng trên 1 kg. Sản phẩm dưa lưới sạch của Farafarm được phân phối cho người tiêu dùng qua kênh bán lẻ nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Ở đây em cũng làm được 5 rưỡi rồi, cũng học theo những người ở đây làm mì dưa sạch, không có phân thuốc rồi. Làm thì công việc cũng ổn định. Ninh Thuận mình được trời phú cho cái số giờ nắng trong năm là nhiều nhất cả nước. Nên cây dưa nó riêng là nó rất là phù hợp. Vì mình có thể mình trồng một năm được 4 vụ. Rồi bản thân cái nắng nhiều nó sẽ giúp cho cái cây nó sẽ ngọt dễ dàng hơn. Và cái thời gian thu hoạch nó sẽ cũng nhanh hơn so với trồng ở những cái vùng khác. Còn vì sao mà anh em tôi lại chọn cái vùng đất này? Vì cái vùng đất này nó khô hạn, nó thiếu điện, thiếu nước. Thì đó cũng là một cái thuận lợi, vì nó khô hạn như thế thì những cái côn trùng phá hoại nó cũng ít đi. Thì đó là những cái cơ sở để mình có thể làm một cái ra những cái sản phẩm sạch. Cách đây cũng 2 năm thì bên công ty cũng đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ về cái logo, về cái thương hiệu của công ty. Thì trong thời gian đến thì tụi tôi sẽ tiếp tục cho đăng ký cái thêm một cái sản phẩm về trái dưa Huỳnh Long của đơn vị nữa. Thời gian đến, Farafarm sẽ xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và hướng đến xuất khẩu. Ngoài ra, Farafarm sẽ triển khai dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, Farafarm sẽ mở rộng các mô hình sản xuất áp dụng công nghệ cao kết hợp với phát triển vườn cây ăn trái, hình thành những khu vườn rừng xanh tươi trù phú, góp phần tăng thu nhập cho lao động địa phương.